khi triển vọng ngừng bắn chưa rõ ràng, miền trung dải Gaza đỏ lửa với các đợt tiến công của Israel. Đáp lại, lực lượng Hezbollah tiến hành nhiều đợt không kích nhắm vào khu vực biên giới. Chính quyền Tel Aviv gửi đi thông điệp đanh thép. Trong khi đó, ở khu vực châu Âu, Thủ tướng Slovakia lần đầu xuất hiện trước truyền thông sau vụ ám sát gây chấn động. Đáng chú ý, chuyên gia cảnh báo Nga đang thực hiện những động thái để sử dụng vũ khí hạt nhân. Ngược lại, Tổng thống Putin lên tiếng vạch trần mưu tính của NATO. Vũ khí hạt nhân không phải câu chuyện riêng ở châu Âu. Trung Quốc đề nghị Mỹ không leo thang căng thẳng khu vực Đông Á với vũ khí hủy diệt. Mặc dù vậy, căng thẳng bán đảo Liên Triều khó hạ nhiệt sau bước đi quyết đoán của Hàn Quốc. Chính quyền Seoul có phản ứng gì mới sau vụ việc bóng bay rác thải? Mời quý vị theo dõi nội dung với chương trình Thời sự quốc tế ngay sau đây. Minh Thái xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế. Xung đột ở Ukraine và Gaza chưa thể hạ nhiệt. Trong khi đó, bức tranh kinh tế xã hội toàn cầu mang sắc thái mới mỗi ngày. Tất cả thông tin sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Ở khu vực Trung Đông, Israel đã bắt đầu một cuộc tấn công mới vào thành phố Deir al-Bala ở miền Trung Gaza, nhắm vào một trại tị nạn sau khi nhận được thông tin tình báo về hoạt động của phiến quân trong khu vực. Trang tin The Hill ngày 5 tháng 6 đưa tin, sau các đợt không kích mở đường, quân đội Israel đã tiến vào làng Bujeri và phần phía đông của thành phố Deir al-Bala, nơi mà chính quyền Tel Aviv xác định có các khu quân sự, kho chứa vũ khí và các cơ sở hạ tầng ngầm. Quân đội Israel cho biết đã tiêu diệt một số máy bay chiến đấu, nhưng giao tranh vẫn tiếp tục ở khu vực trung tâm Gaza. Về phía Palestine, Hiệp hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ cáo buộc Israel nhắm mục tiêu vào một số ngôi nhà ở khu vực Al-Jafrawi, phía đông Deir al-Bala, khiến 6 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương. Quân đội Israel cũng đang tiếp tục hoạt động tại phía nam thành phố Rafah, nơi hơn 1 triệu người Palestine trú ẩn buộc phải chạy trốn sau khi Israel bắt đầu tấn công vào cuối tháng trước. Giao tranh cho thấy Israel đang tiếp tục vấp phải sự kháng cự từ Hamas ở nhiều khu vực. Đã nhiều lần lực lượng Israel phải quay trở lại các bệnh viện, cơ sở và khu vực phía bắc Gaza, nơi mà trước đó đã được kiểm soát. Các hoạt động vừa qua cũng cho thấy Israel vẫn cam kết tiêu diệt Hamas, ngay cả khi áp lực chấm dứt chiến sự ngày càng tăng. Đến lúc này, Israel cũng kiểm soát tất cả các tuyến đường viện trợ nhân đạo vào Gaza, bao gồm cả tuyến vào thành phố Rafah. Vào tuần trước, Tổng thống Biden đã công bố một thỏa thuận trao trả con tin và tạo ra lệnh ngừng bắn lâu dài. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu Israel và Hamas có chấp nhận thỏa thuận hay không. Khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas chưa rõ ràng, thì các máy bay không người lái của Hezbollah từ Liban vừa phóng vào miền Bắc Israel, làm ít nhất 7 người bị thương, trong đó có một người được báo cáo với tình trạng nguy kịch. Reuters ngày 5 tháng 6 cho hay, cuộc tấn công đã nhắm vào thị trấn Husfeis ở khu vực thuộc vùng biên giới phía bắc Israel. Các nhân chứng cho biết một sân bóng đá bị tấn công và chưa có thông tin ngay lập tức về danh tính của những người thương vong. Đoạn phim truyền hình cho thấy xe quân đội đã có mặt ở hiện trường trong khi khói bốc lên tại cánh đồng. Quân đội Israel thông báo đã có một số vụ phóng từ Liban, nhưng cho biết họ không phát còi báo động ra lệnh cho người dân tìm nơi trú ẩn. Đến lúc này, Hezbollah đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Được biết, đòn không kích này diễn ra sau khi Thủ tướng Netanyahu cảnh báo các cuộc đọ súng kéo dài với Hezbollah có thể làm leo thang căng thẳng. Chi tiết hơn về thông điệp từ Thủ tướng Netanyahu, chính quyền Tel Aviv tuyên bố đã chuẩn bị cho một chiến dịch rất khốc liệt dọc biên giới với Liban, nơi xảy ra các cuộc giao chiến gần như mỗi ngày với lực lượng Hezbollah. Reuters ngày 5 tháng 6 dẫn lời Thủ tướng Netanyahu cho biết, bất cứ ai nghĩ có thể gây tổn hại cho Israel mà chúng tôi chỉ biết ngồi nhìn thì họ đang phạm sai lầm lớn. Chúng tôi đã chuẩn bị cho chiến dịch rất khốc liệt ở miền Bắc. Bằng mọi cách, chúng tôi sẽ khôi phục an ninh cho miền Bắc. Được biết, sau khi xung đột giữa Israel và Hamas bùng phát tại Gaza vào tháng 10 năm ngoái, lực lượng Hezbollah ở Liban thường xuyên pháo kích, phóng rocket, tinh lửa vào các mục tiêu ở miền Bắc Israel để bày tỏ sự ủng hộ với Hamas. Các thị trấn Israel gần biên giới trở thành mục tiêu bị tập kích, khiến người dân phải sơ tán và quân đội Israel tiến hành các cuộc tấn công đáp trả. Trong tuần này, các vụ tấn công của Hezbollah đã gây ra những đám cháy rừng lớn, thiêu rụi các vùng đất rộng lớn khắp miền Bắc Israel. Thời gian qua, giao tranh giữa Israel và Hezbollah làm dấy lên lo ngại bùng phát một cuộc xung đột trên diện rộng. Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir và Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich, những thành viên trong liên minh cực hữu của Thủ tướng Netanyahu, gần đây đều kêu gọi hành động khẩn cấp để khôi phục an ninh ở miền Bắc. Reuters trích dẫn bài viết của ông Ben-Gvir trên Telegram ngày 4 tháng 6 với nội dung: họ đốt cháy những vùng đất của chúng ta.
thì tất cả đồn bốt của Hezbollah cũng sẽ bị đốt cháy và tiêu diệt. Hãy tiến hành cuộc chiến. Trước đó một ngày, Bộ trưởng Smotrich cho biết cần mở rộng vùng an ninh từ bên trong lãnh thổ Israel đến miền nam Liban bằng cách mở một cuộc tấn công trên bộ và chiếm đóng lãnh thổ. Như vậy sẽ đẩy lùi hàng trăm ngàn người Liban sang bờ bắc sông Litani, cách biên giới Israel gần 30 km, để các thành viên Hezbollah mất chỗ trú ẩn. Theo số liệu thống kê, các cuộc giao tranh hơn 8 tháng qua đã khiến ít nhất 455 người ở Liban, trong đó có 88 dân thường thiệt mạng. Về phía Israel, ít nhất 14 binh sĩ và 11 dân thường đã chết. Đây là tình trạng thù địch nghiêm trọng nhất giữa hai bên kể từ cuộc chiến năm 2006, khiến hàng chục ngàn người ở khu vực biên giới phải rời bỏ nhà cửa. Với diễn biến hiện tại, Trung Đông cần có một thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, sự chia rẽ sâu sắc giữa các phe phái Hamas và chính quyền Palestine sẽ khiến tiến trình đàm phán trở nên khó khăn hơn. Theo Reuters, các cuộc đàm phán giữa Hamas và đảng Fatah của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas sẽ được tổ chức tại Trung Quốc vào giữa tháng 6. Thực chất, hai bên đã theo hai vòng đàm phán hòa giải trong thời gian gần đây, một ở Trung Quốc và một ở Nga. Cuộc họp tiếp theo sẽ được tổ chức trong bối cảnh các nhà hòa giải quốc tế nỗ lực đạt được thỏa thuận ngừng bắn cho Gaza, với một trong những điểm mấu chốt là kế hoạch quản lý dải Gaza thời hậu chiến. Bị nhiều quốc gia phương Tây coi là tổ chức cực đoan, Hamas đã bị xa lánh từ rất lâu trước khi cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 xảy ra. Nhưng ngay cả khi bị tấn công về mặt quân sự, các cuộc họp của các chính trị gia Hamas với các quan chức của đảng Fatah đều xoay quanh mục đích của Hamas nhằm định hình trật tự thời hậu chiến. Nguồn tin Reuters cho biết Hamas thừa nhận họ không muốn là một phần của bất kỳ chính phủ mới nào được quốc tế công nhận ở vùng lãnh thổ Palestine khi giao tranh kết thúc. Tuy nhiên, Hamas muốn Fatah đồng ý với một chính quyền kỹ trị mới ở bờ Tây và Gaza. Đây là những tiền đề cho một thỏa thuận chính trị rộng hơn. Basim Naim, quan chức Hamas từng tham dự vòng đàm phán trước đây tại Trung Quốc cho biết, chúng tôi đang nói về quan hệ đối tác và đoàn kết chính trị để tái cơ cấu thực thể Palestine. Cho dù Hamas ở trong hay ngoài chính phủ, đó không phải là yêu cầu chủ yếu của phong trào. Hamas không coi đó là điều kiện cho bất kỳ sự hòa giải nào. Viễn cảnh Hamas tồn tại với tư cách là một tay chơi chính trị có ảnh hưởng là một vấn đề gai góc đối với các quốc gia phương Tây. Bất chấp mục tiêu chiến tranh ở Gaza của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là tiêu diệt nhóm được Iran hậu thuẫn, hầu hết các nhà quan sát đều đồng ý rằng Hamas sẽ tồn tại dưới một hình thức nào đó sau khi ngừng bắn. Là một nhánh của tổ chức Anh Em Hồi giáo, phong trào này có tầm ảnh hưởng sâu rộng và nguồn gốc tư tưởng trong xã hội Palestine. Theo Bộ Y tế Gaza, Hoa Kỳ và EU phản đối bất kỳ vai trò nào của Hamas trong việc quản lý Gaza sau chiến tranh. Tuy nhiên, một số quan chức Mỹ bày tỏ nghi ngờ rằng Israel sẽ không từ bỏ ý định tiêu diệt Hamas. Một quan chức cấp cao của Mỹ ngày 14 tháng 5 cho biết Hoa Kỳ nghĩ rằng Israel khó có thể đạt được chiến thắng toàn diện. Đồng quan điểm, Peter Lindner, người phát ngôn của quân đội Israel cho biết việc tiêu diệt mọi thành viên của Hamas là phi thực tế và không phải là mục tiêu của quân đội. Tuy nhiên, việc triệt tiêu vị thế quản lý của Hamas là một mục tiêu quân sự có thể đạt được. Khi xung đột địa chính trị leo thang, lãnh đạo các quốc gia có thể trở thành mục tiêu mà những đối tượng cực đoan nhắm tới. Ở khu vực châu Âu, Thủ tướng Slovakia Robert Fico thông báo ông có thể trở lại làm việc trong tháng này sau khi bị thương bởi vụ ám sát ngày 15 tháng 5. Qua một video được đăng tải trên Facebook, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết ông tha thứ cho nghi phạm Juraj Cintula, người đã bắn ông 4 phát đạn. Ông nói, đã đến lúc tôi cần làm một việc, đó là tha thứ. Tôi không cảm thấy căm ghét người lạ mặt đã bắn mình. Tôi cũng sẽ không có bất kỳ hành động pháp lý nào đối với ông ấy hoặc khiến ông ấy phải đền bù những gì đã làm. Tôi tha thứ để ông ấy tự nghĩ về những gì đã làm và tại sao phải làm như thế. Tuy nhiên, Thủ tướng Slovakia không tin đây là hành động của kẻ điên cuồng. Ông cho rằng chính môi trường đầy hận thù mà phe đối lập tạo ra ở Slovakia đã truyền cảm hứng cho nghi phạm thực hiện âm mưu ám sát. Ông nhấn mạnh, rõ ràng người tấn công chỉ là sứ giả của cái ác và sự căm ghét chính trị mà phe đối lập ở Slovakia đã nuôi dưỡng. Quan điểm khác biệt của tôi về cuộc chiến của Nga ở Ukraine và các vấn đề khác đã khiến tôi trở thành nạn nhân của vụ nổ súng. Mặc dù vậy, một phép màu nhỏ đã xảy ra và tôi có thể trở lại làm việc sau vài tuần nữa, từ cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7, nếu mọi thứ tiến triển theo đúng kế hoạch. Được biết, Thủ tướng Slovakia Robert Fico bị bắn 4 phát đạn ở vùng bụng, ngực và chân vào ngày 15 tháng 5 khi ông đang gặp người dân ở thị trấn Hanlova ở miền trung nước này. Ông đã trải qua 2 ca phẫu thuật tại Bệnh viện Roosevelt để giành lại mạng sống.
Trong quá trình thẩm vấn, nghi phạm 71 tuổi Juran Sintula khai nhận ông nổ súng vì không đồng tình với chính sách của chính phủ hiện nay, trong đó có việc ngừng gửi viện trợ quân sự cho Ukraine. Ngoài ra, ông Sintula còn bất mãn về việc chính quyền xóa bỏ văn phòng công tố viên đặc biệt và cải tổ cơ quan truyền thông. Theo Reuters, đây là vụ ám sát đầu tiên nhằm vào một chính trị gia cấp cao trong lịch sử Slovakia hiện đại, quốc gia tuyên bố độc lập năm 1993. Ông Fico từng là thủ tướng Slovakia hai nhiệm kỳ từ năm 2006 đến 2018, trước khi trở lại nắm quyền lãnh đạo vào năm ngoái. Trở lại với những diễn biến trên chiến trường Đông Âu, lực lượng Ukraine đã giữ vững được vị trí ở thị trấn Chasivya sau khi quân đội Nga được cho là đã thất bại trong nỗ lực vượt qua một con kênh trong khu vực. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISRU, Nga đã nỗ lực tấn công liên tục nhằm chiếm giữ Chasivya và giành được lợi thế. Cụ thể, việc kiểm soát thành phố này sẽ cho phép Moscow tiến hành các hoạt động tấn công tiếp theo chống lại Kostiantynivka và Drukivka, những thành phố hình thành nên vành đai phòng thủ quan trọng của Ukraine ở tỉnh Donetsk. Trong phân tích mới nhất về cuộc xung đột Ukraine, ISW cho biết mặc dù lực lượng Nga vẫn tiếp tục các hoạt động tấn công gần Chasivya, nhưng không có thay đổi nào được xác nhận ở tiền tuyến. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình địa phương Kiev-24 trong ngày 4 tháng 6, Kirill Sayonov, một binh sĩ Ukraine cho biết một đơn vị Nga đã cố gắng tấn công để vượt qua một con kênh ở Chasivya, nhưng cuối cùng đã thất bại. Ông nói, Moscow đã triển khai xe bọc thép và quân đội tới các con phố phía đông thị trấn, nhưng đã bị lực lượng Ukraine phá hủy và Chasivya vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Ông Sayonov cũng cho biết Ukraine có thể phát hiện hoạt động di chuyển của quân đội Nga bằng máy bay không người lái và do đó có thể tiêu diệt các đơn vị khi họ cố gắng tiến vào khu vực. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng Ukraine phải đối mặt với một vấn đề tương tự, quân đội không thể tiến lên do máy bay không người lái của đối phương. Nga có thể chững lại nhưng phương Tây vẫn cần cẩn trọng với một lá bài khác của Moscow. Trang tin Irista ngày 5 tháng 6 trích lời một chuyên gia cho rằng Tổng thống Putin có kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân trong một cuộc tấn công chiến thuật vào phương Tây. Tuy nhiên, tất cả sẽ được thực hiện theo một kịch bản không khiến Điện Kremlin đi vào ngõ cụt. Trả lời phỏng vấn trang tin Mirror, Yuri Feltinsky, tác giả cuốn sách Thổi bay nước Nga, cho rằng Tổng thống Putin tin rằng ông có thể có kế hoạch khả thi để thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân chống lại phương Tây mà không khiến chính ông bị tiêu diệt. Theo đó, Nga đã bắt đầu các cuộc tập trận sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật như đã thông báo vào tháng trước đó. Đây chính là một lời cảnh báo đối với các quốc gia phương Tây về việc can dự nhiều hơn vào cuộc xung đột Ukraine. Tuyên bố tiếp theo của Bộ Quốc phòng nêu chi tiết giai đoạn đầu của cuộc tập trận mới liên quan đến huấn luyện, thực hành, chuẩn bị và sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược, cụ thể là tên lửa Iskander và Kinzhal có khả năng hạt nhân. Trước đó, Tổng thống Putin đã tuyên bố công khai rằng Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ lãnh thổ của mình và thường xuyên phô diễn sức mạnh hạt nhân trong các cuộc duyệt binh. Mặc dù vậy, vẫn còn những tranh cãi xung quanh việc liệu Nga có thực sự sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại một quốc gia NATO hay không, vì hành động như vậy dường như gợi ý một kịch bản giống như dẫn đến sự hủy diệt hoàn toàn của tất cả các bên liên quan. Đó chính là điểm mấu chốt. Để giải quyết vấn đề này, Tổng thống Putin được xem là đang cố gắng thiết lập một trật tự thế giới mới, có khả năng thông qua một cuộc tấn công hạt nhân được phát động từ Belarus, chứ không phải từ Nga. Ông Feltinsky cho biết Tổng thống Putin thực sự đã có một kế hoạch nhằm chế ngự châu Âu thông qua chiến tranh hạt nhân nếu tình hình Ukraine không có lợi. Ông nói, sử dụng vũ khí hạt nhân để tấn công Hoa Kỳ từ lãnh thổ Nga sẽ là tự sát. Sử dụng nó từ lãnh thổ Belarus để tấn công Đông Âu có thể được coi là một động thái chiến thuật đảm bảo sự đầu hàng của châu Âu và chiến thắng trước Hoa Kỳ. Được biết, ông Feltinsky cũng viết cuốn sách Thổi bay nước Nga với Alexander Litvinenko, một nhân vật được cho là đã bị Điện Kremlin ám sát. Ông Feltinsky cũng nói về mạng lưới gián điệp rộng khắp và tinh vi của Nga. Ông cho rằng mạng lưới này đang tham gia vào các hoạt động phá hoại trên khắp châu Âu. Một phần các hoạt động này có mục đích đánh giá phản ứng của Vương quốc Anh trước mối đe dọa hạt nhân tiềm tàng từ Belarus. Vào đầu tháng, Nga và Belarus đã bắt đầu các cuộc tập trận quân sự liên quan đến vũ khí hạt nhân chiến thuật. Moscow tuyên bố đây là phản ứng trước việc các quan chức phương Tây can dự sâu hơn vào cuộc xung đột Ukraine. Theo kế hoạch, Belarus đã bắt đầu cuộc diễn tập liên quan đến tên lửa và máy bay chiến đấu có khả năng mang vũ khí hạt nhân chiến thuật vào ngày 7 tháng 5. Trong khi đó, cuộc tập trận của Nga bắt đầu trong tuần này.
Song song với nhận định từ chuyên gia, Tổng thống Nga Putin vừa lên tiếng chỉ trích việc phương Tây cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine, cảnh báo Moscow có thể cung cấp vũ khí tương tự cho các nước khác để tấn công các mục tiêu phương Tây. Tờ Guardian vào ngày 6 tháng 6 dẫn lời Tổng thống Putin tuyên bố trong một cuộc họp báo ở Petersburg, nếu ai đó có thể cung cấp vũ khí để tấn công lãnh thổ của chúng tôi, thì tại sao chúng tôi không thể làm điều tương tự? Bình luận của Tổng thống Putin được đưa ra sau khi một thượng nghị sĩ Mỹ và một quan chức phương Tây xác nhận Ukraine gần đây đã sử dụng vũ khí Hoa Kỳ để tấn công bên trong lãnh thổ Nga. Các loại vũ khí này được sử dụng theo hướng dẫn được phê duyệt gần đây của Tổng thống Biden, cho phép sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công bên trong nước Nga với mục đích bảo vệ Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mike Rao của Nam Dakota, thành viên Ủy ban Quân vụ Thượng viện, xác nhận các cuộc tấn công bằng vũ khí của Mỹ, nhưng không cho biết ông được thông báo như thế nào. Chỉ thị của Tổng thống Biden cho phép sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công lực lượng Nga đang tấn công hoặc chuẩn bị tấn công. Các quan chức Mỹ cho biết quy định mới không thay đổi chính sách không sử dụng hệ thống tên lửa chiến thuật ATACMS và các loại đạn dược khác do Mỹ cung cấp để tấn công bên trong lãnh thổ Nga. Gần đây, Đức cũng đã ủy quyền cho Ukraine tấn công một số mục tiêu trên đất Nga bằng vũ khí tầm xa do chính quyền Berlin cung cấp. Một động thái mà Tổng thống Putin cho rằng sẽ là một bước đi nguy hiểm, có thể hủy hoại mối quan hệ giữa Nga và Đức. Thời gian qua, các quan chức Ukraine đã tăng cường kêu gọi Mỹ và các đồng minh cho phép Kiev tự vệ trước các cuộc tấn công bắt nguồn từ lãnh thổ Nga. Theo báo cáo vào ngày 3 tháng 6 của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISRU, Ukraine đã thực hiện đòn tấn công đầu tiên với đợt không kích bằng tên lửa HIMARS nhắm vào hệ thống phòng không S-300 và S-400 của Nga ở vùng Belgorod. Không chỉ đề cập đến việc cung cấp vũ khí, Tổng thống Nga Putin cảnh báo phương Tây, Nga có thể sử dụng mọi phương tiện sẵn có để tự vệ nếu chủ quyền hoặc toàn vẹn lãnh thổ của nước này bị đe dọa. Khi được hỏi về nguy cơ chiến tranh hạt nhân Ukraine, Tổng thống Putin nói rằng phương Tây đã nhiều lần cáo buộc Nga sử dụng vũ khí hạt nhân, nhưng cho rằng điều này sai, đồng thời chỉ ra rằng chính Mỹ đã sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai. Tuy nhiên, Tổng thống Putin nhắc nhở rằng học thuyết hạt nhân của Nga cho phép sử dụng những loại vũ khí như vậy để đối phó với một số mối đe dọa. Ông nói, vì lý do nào đó, phương Tây tin rằng Nga sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, chúng tôi có học thuyết hạt nhân. Nếu hành động của ai đó đe dọa chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi có thể sử dụng mọi biện pháp. Điều này không nên được xem nhẹ, hời hợt mà nên có phương thức ứng xử chuyên nghiệp. Nhà lãnh đạo Điện Kremlin cũng nói thêm rằng Nga không kế hoạch tấn công các quốc gia thành viên NATO. Khi được hỏi về vấn đề này thì ông trả lời, không cần thiết phải tạo dựng hình ảnh kẻ thù của Nga. Làm như vậy chỉ đang tự làm hại mình. Họ bịa ra rằng Nga muốn tấn công NATO, đó là một kế hoạch của những kẻ mất trí hoặc động đất. Thật là vớ vẩn, bởi đó là cách lừa người dân và luận điệu. Cứu tôi với, Nga sắp tấn công, chúng ta phải tự trang bị vũ khí khẩn cấp, gửi vũ khí đến Ukraine. Trên thực tế, việc này được thực hiện chỉ để bảo vệ vị thế và các sức mạnh cho đế quốc của họ. Đó là mục tiêu duy nhất. Không chỉ Nga mới có sức mạnh hủy diệt, mới đây, Bắc Kinh vừa cảnh báo chính quyền Tổng thống Biden không nên gửi vũ khí hạt nhân tới bán đảo Triều Tiên sau khi một báo cáo của Đảng Cộng Hòa gợi ý rằng Mỹ nên cải thiện khả năng răn đe hạt nhân chống lại Triều Tiên. Lưu Bảng, người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã chỉ trích đề xuất này trong một tuyên bố với đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, cho rằng kế hoạch này sẽ đe dọa làm suy yếu hòa bình và an ninh khu vực. Trước đó vào ngày 29 tháng 5, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Roger Wicker đã đưa ra một báo cáo thúc đẩy hòa bình thông qua sức mạnh với quan điểm nên gia tăng vũ khí hạt nhân ở châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt là ở Hàn Quốc, như một biện pháp ngăn chặn Triều Tiên. Trong một tuyên bố được đưa ra cùng với báo cáo, người phát ngôn của Thượng nghị sĩ Wicker cho biết, để đáp ứng các mối đe dọa toàn cầu hiện tại và đang nổi lên, ngân sách quốc phòng hàng năm của Mỹ cần tăng lên bằng 5% tổng sản phẩm quốc nội GDP theo thời gian. Báo cáo đề xuất một loạt khuyến nghị quan trọng, không chỉ bao gồm việc tăng mua vũ khí mà còn đề cập đến các thỏa thuận chia sẻ hạt nhân mới ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Cũng liên quan đến Hàn Quốc, trong một cuộc họp nội các mới đây, Thủ tướng Han Duck-soo tuyên bố, trước những hành động khiêu khích liên tục từ Triều Tiên, thỏa thuận quân sự toàn diện đã mất đi ý nghĩa. Vì vậy, trong cuộc họp nội các hôm nay, Hàn Quốc sẽ đình chỉ toàn bộ hiệu lực của thỏa thuận này, cho đến khi niềm tin giữa Hàn Quốc và Triều Tiên được khôi phục. Trang tin Vios Global vào ngày 6 tháng 6 cho hay, để đáp trả những hành động khiêu khích bao gồm việc phát tán bóng bay rác thải và làm gián đoạn tín hiệu GPS, chính phủ Hàn Quốc đã quyết định đình chỉ toàn bộ hiệu lực của thỏa thuận quân sự ngày 19 tháng 9. Do đó, giờ đây Hàn Quốc có thể thực hiện huấn luyện quân sự ở khu vực lân cận đường phân giới. Ngoài ra, việc phát sóng loa ở khu vực biên giới cũng sẽ được nối lại.
Ngay sau quyết định của Bộ Nội các, Thủy quân lục chiến Hàn Quốc đã chuẩn bị tiến hành huấn luyện bắn đạn thật trên biển. Cụ thể, nhiều quan chức chính phủ tiết lộ rằng lực lượng thủy quân lục chiến đóng tại các đảo phía Tây Bắc sẽ tiến hành huấn luyện bắn đạn thật trên biển với pháo tự hành K-9 vào ngày 20 tháng 6. Sau 5 năm 9 tháng kể từ khi thỏa thuận Liên Triều được ký kết vào năm 2018, đây là lần đầu tiên pháo tự hành K-9 được triển khai trở lại ở các đảo phía Tây Bắc. Trước đây, quân đội Hàn Quốc đã di chuyển pháo tự hành K-9 đồn trú trên đảo Jongbyeong và đảo Baekbyeong về căn cứ trên đất liền, bởi thỏa thuận quân sự không cho phép huấn luyện pháo binh ở vùng đệm biển Tây. Vào tháng 1 năm nay, Thủy quân lục chiến Hàn Quốc đáp trả việc Triều Tiên khiêu khích bắn 200 quả đạn pháo ven biển vào vùng đệm. Tuy nhiên, chính quyền Seoul chưa tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật thường xuyên. Một quan chức thủy quân lục chiến Hàn Quốc cho biết, chúng tôi thường tiến hành huấn luyện bắn đạn thật ít nhất mỗi tháng một lần trước thỏa thuận Liên Triều. Việc đình chỉ thỏa thuận sẽ cho phép chúng tôi trở lại với chương trình trước đây. Một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc giải thích, thỏa thuận quân sự Liên Triều là một hiệp ước bất bình đẳng, trói buộc quân đội của chúng tôi và dựa vào thiện chí của Triều Tiên. Chúng tôi không thể duy trì hòa bình bằng cách chỉ tin tưởng vào thiện chí. Đáp lại một số ý kiến cho rằng việc đình chỉ hoàn toàn thỏa thuận quân sự sẽ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng an ninh, quan chức này cho biết. Ngay cả sau khi có thỏa thuận quân sự, Triều Tiên vẫn khiêu khích theo cách họ muốn. Hiện tại chúng tôi không bãi bỏ thỏa thuận quân sự toàn diện này mà đình chỉ hiệu lực là lựa chọn nhằm tạo cơ hội khôi phục lòng tin hai nước. Chuyển sang thông tin khác ở khu vực châu Âu. Núi lửa trên bán đảo Reykjanes thuộc Ireland vừa có đợt phun trào mạnh mẽ nhất trong năm nay, với dòng dung nham cao hơn 30 mét bắn thẳng lên không trung. Theo tạp chí Newsweek, sau một loạt chấn động, vụ phun trào bắt đầu lúc 12:46 theo giờ địa phương. Bộ thị trấn Grindavik và khu vực Blue Lagoon phải sơ tán. Được biết, đây là đợt phun trào mạnh nhất trong số các đợt phun trào trong 6 tháng qua. Những tia dung nham đã phun cao hơn 30 mét từ một vết nứt dài khoảng 3 km trên phần đất tại miệng núi lửa. Hình ảnh từ vệ tinh cho thấy cảnh tượng ngoạn mục của dòng dung nham cuồn cuộn từ miệng núi lửa tạo thành một vệt sáng rực trên nền địa hình tối màu. Các khu vực phun trào mạnh nhất cũng được thể hiện qua những điểm màu xanh nhạt trên nền đỏ của dung nham. Theo văn phòng khí tượng Ireland IMO, vụ phun trào hiện đã ổn định. Khu du lịch Blue Lagoon đã mở cửa trở lại và một số du khách may mắn có thể nhìn thấy dung nham phun trào từ xa. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.